Uh, добрый вечер. Алло. Да, так, теперь все слышу. Uh, хорошо, Слушаю, слышу, слышу. Да. Так, хорошо. так, uh, значит, что, что мы будем делать сейчас? Uh, у нас в прошлый раз uh, была эта картина, да? À, ты ла чем лан да? Чем нас была не ты най, да? Чем не ты най. Так, à, вот это наша картина. Chúng ta có cái bức tranh như thế này. Так, хорошо. bây giờ chúng ta cần phải làm gì nào? Chúng ta sẽ gọi tên những cái hình, những cái đồ vật trong này. Đấy. Và tạc nó khá Bây giờ thì ta sẽ chỉ và sẽ hỏi và em sẽ nói tác. Đấy. 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 Thì ta có cái mũi tên đây đấy. Cái mũi tên. À, mũi tên này gọi là Strelichka. Đấy. Strelichka. Tạc là sẽ viết vi 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 chữ đó cho em đấy. À chữ đó nó gọi là strila, là strela. là cái mũi tên đấy. Thế và okay. người ta có thể yeah. nói là người ta có thể nói là streleczka. cả à, đó st nghĩa là người ta nói nó nhỏ nhỏ. Cái uh, tiểu từ hóa nó gọi là tiểu từ hóa đấy.

А значит это, это карта, да? Это карта. Да, это карта. Да? Карта. Надо писать. Надо? Пишем, да? Карта. Да? Карта? Вот это карта. Карта. А, карта. карта, карта, карта. Так, где я написал? Вот тут. Вот это а, карта. Так, хорошо. Так. А, что это? Что это? Вот это вот. Это? Ваза, А, да. Это ваза, да? Ваза. Ваза, ваза. Ваза, 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 Так, это ваза. Так, мы говорим, это ваза. Так, хорошо. Так, ну и это что? Это цветок. А, цветок, да? Цветок. Да. А, цветок. À ca cuối sư tục À sư tục À sư tục Ê tê bông hoa đấy Sư Viết tục À ta À thì dám mới hỏi các cuối sư tục các cuối À tục à, Đây là hoa gì Ca cuối sư là hoa gì đấy À Ca cuối à. sư tục À chúng ta sẽ trả lời Ê tê rô đấy À, rose. rose. Rất dễ thôi đúng không? À. Trong tiếng Anh à. là gì? Là à, rose đấy. À, rose. À, tiếng Anh là rose. Rose là bông hoa hồng đấy

Да, Полка, вот, да, да, полка да. да? Так, полка. Так, ну давай так делаем. Так, чтобы вот так вот красиво. Вот так вот. Да? А, ну так. вот это полка. Так, полка, полка это из ассак, да? Так, и что на полке? Что на полке? Вот это вот что это? Что это? А, это книги. Книги. Сунье, да? книги. Так, да. хорошо. А, так, а это что такое? Это что такое? Вот так. Вот это. А, это окно. Это окно, да? Это окно. Да. Так, а это что? Это что? А, это святые. А, святые, святы, да? Святые, святы. Розы, да? Святые, а, розы, розы, да? Святые да. или, или розы, да? Святые это или, да. или розы. Так цветы или розы? Так, хорошо. Это святые да. или розы? Понятно. А, так, ну и ты, ты тут на. Так, это кто? Это, а, кто? это а, учитель. Учитель, да? Это учитель. Да. Так, хорошо. А, так, а это что такое? Это что? А, это а, стол. Стол, его стол, да? Стол. Так, хорошо. А это что? Это...

à cái cái từ vựng đấy, à cái cách hỏi như thế để làm gì tạo nên cái sức bật à, cho mình đấy. Thế còn có rất nhiều em là ngại là những bài tập như thế này bởi vì là các em không nhớ từ, các em ngại đó. Có nhiều người mà khi mà bị kiểm tra như thế đến giờ là các bạn là à, 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 gọi là các bạn bảo rằng là các bạn bận, cho các bạn không học đấy, <laughs> đấy à, các bạn lùi lùi bài học lại. À, chứ trong trường hợp như thế thì không không nên ngại, không nên ngại bởi vì sao? Thì ra hỗ trợ các em mà đấy. Luôn hỗ trợ các em Tạc nó khá à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xe sang phần bài mới đấy bài mới chúng ta ngày hôm nay à trước khi bài mới thì chúng ta cũng lại sẽ ôn lại một cái phần rất quan trọng mà hôm nay chúng ta đã lại ôn lại lần này là lần thứ hai rồi đấy lần thứ hai đó là cái chia động từ cái chia động từ trong tiếng nga thì, thì giáo luôn nói là gì nào trong tiếng nga có hai nhóm chia động từ nhóm 1 và nhóm 2 đấy nhóm một và nhóm hai nó khác nhau là gì nào À thứ nhất là ở nhóm 1 thì là từ ngôi thứ hai nó là is, yes, is, yem, yech đấy. À thế còn ở cái nhóm 2 thì từ ngôi thứ hai nó sẽ là ngôi thứ hai ngôi tư này, ngôi ngôi thứ hai nó sẽ là, is, đây là is, yes, đấy is, yes, đây là is, eat, im, yech đấy. Thế và sự khác nhau nghĩa là gì nào? Ở ngôi thứ ba số nhiều là đây là use thì đây là đấy yard đấy. Hoặc là up và đây là at đấy đó yeah. à, cái chia của động từ thế và lẽ dĩ nhiên là em phải học thuộc cái cách chia động từ ví dụ động từ động từ hiểu nè à, động từ hiểu à, ты понимаешь что я говорю ты понимаешь что я говорю nó thì đã hỏi em một câu bất ngờ như thế em có hiểu được không nè ты понимаешь что я говорю ты понимаешь что я говорю что я nó ты понимаешь что я говорю đấy à giờ thì nói xem và nhìn máy. bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Đúng rồi, bạn có hiểu tôi đang nói gì không đấy? chúng ta trả lời xem nào. Đó, đã, Ya понимаю Ya chẳng hạn đấy. À, chỉ à. đơn giản là à, em hiểu em hiểu thầy nói đấy em hiểu thầy đấy hoặc là à, có thể nói là gì nếu mà không nói vát thì sẽ nói là gì nào ở yêu yêu sto với đấy yêu sto đó đó là cái cách à, và chúng ta áp dụng vào trong à, câu nói đấy à, ta có đấy ta thì bây giờ chúng ta sẽ à, quay lại cái phần bài của chúng ta phần bài của chúng ta đây à, đó chúng ta có động từ uh, chi là gì nào à, uh, đọc đọc sách nói chita. là gì nào đọc sách uh, yeah, chita, you à nhá chi tát yu nhiều à chi tát kinh nhiều rồi đấy chi tát kinh nghiệm đấy à đó yeah. à, đọc sách đọc sách là gì đọc sách là, thế? là động từ nguyên thể mà đọc sách à, đó. Đó. sách đúng không uh, à, à, nghe nào động từ nghe là gì nào slushat à, slushat nghe, nghe nhạc là gì nào nghe nhạc Слушать музыку. À, đọc báo là gì nào? Читать. Читать. Газету. Газету. Nghe là слушать. Nghe một vở nhạc kịch nào? Nghe operu nào? Слушать оперу. Uh, nghe đài nào? Puru. Nghe radio nào? Слушать радио. Слушать радио. Так, хорошо. Bây giờ xem nào. Chúng ta xem.

tôi học ya, u... uh, ya uchiu. Uchiu. tôi học tiếng nga nè yêu chú ya uchu uh, ruski đấy yêu chú ruski đấy à ta cô ấy cũng học tiếng nga cô ấy cũng học tiếng nga uh, anna tose tose uchi ruski đấy anna тоже учит ruski язык đấy à yeah. tôi hiểu tiếng nga nè я понимаю по-русски я понимаю по-русски я понимаю по-русски Я учу русский язык. То Я понимаю. Я понимаю по-русски. Я понимаю по-русски. Да. Давай. То То Я читаю по-русски. По-русски. понимать, читать по-русски. Да. Я понимаю по-русски. Я читаю по-русски. А, Я учу. Я учу русский язык. Русский язык, да? À, à đó, bây giờ thì đó chỉ cho em một động từ mới nữa, động từ đó là động từ snatch, đấy. Z z snatch. <laughs> động từ snatch à. là một động từ chia ở nhóm 1 đấy. Thì bạn chia như nào? I know. Знаю. Know. À ты, ты. Неешь, đấy. À và à nhí à, ani. Знаю. You, <laughs> <"znaj". cười> <"Znaj">. đấy. I know you, đấy. Đó, đó là cái cách chia của từ snatch đấy. Đó. người ta chỉ cần chia ba chia ba ngôi thôi ngôi thứ nhất là yeah. ngôi thứ hai là ngôi tươi để biết là đây là is yes hay là is đấy và người ta chia cái ngôi thứ ba là để biết đây là Yut hay là Yat yeah đấy đó em hiểu chưa đó người ta chỉ yeah. cần À đối với một động từ khi người ta giới thiệu cho em một động từ người ta chỉ cần chia ba ngôi đấy à đó à, đây chúng ta sẽ có động từ snatch Ta krasov chúng ta có động từ snatch snatch à thế bây yeah. em nói tôi biết tiếng nga

À, я читаю по-русски. Я читаю по-русски, да? ta хорошо. Thế vậy thì ở đây em thấy là có hai cái khái niệm русский язык và по-русски, да. да? Русский язык sẽ dùng với hai động từ учит và знать, да? À, nếu nói học tiếng Nga sẽ nói là я учу русский язык. Thế còn nếu tôi biết tiếng Nga, я знаю русский язык, да? Thế còn cái khái niệm по-русски, à, thì lúc đó sẽ dùng với động từ понимать và động từ читать, да? À, đấy. À, đó, ta хорошо thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn lại à, một chút về những cái động từ mà chúng ta đã biết chia rồi. Đã, khá à, bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần bài của chúng ta hôm trước. Phần bài của chúng ta hôm trước là à, chúng ta có những cái từ mới này. Đấy, có những từ mới này. À, từ mới này là gì nào? Uchenik. Học sinh. Học sinh. Học sinh. À, người hướng dẫn. Người hướng dẫn du lịch đấy. Hướng dẫn, dẫn viên du dẫn. lịch. Đã. Đã. À, động từ gabarit là nói nói động từ cái vậy là nói động từ do much là nghĩ là suy nghĩ động từ isuchat là học tập nghiên cứu học tập nghiên cứu động từ khai triệt là muốn cái gì à, là muốn cái gì đó đấy ta khá đã sửa à thế bây giờ chúng ta sẽ uh, xem tiếp đây sẽ còn cái gì sau đó chúng ta quay trở lại những động từ này chúng ta cái động từ à có tính từ isvies đấy is à, là, là nổi tiếng. Izvestny là nổi tiếng. Izvestny nổi tiếng. Uh, Rad

À, là đúng nhiêm nô cơ nhiêm nô à là một chút không nhiều à một chút không nhiều ta ta à, tiếp theo chúng ta sẽ có tập hợp này cá cá cối cá các cối, các, các cối. dẫn nó là gì nào à, cá cối là cái gì cái gì à, đó các cô là cái gì đó đấy câu hỏi các cô là, là một which. tính chất đấy Kiểu. À, các cô và các, các là gì nào ừ. các, các các là như, như thế nào? nào là như thế nào đấy các Đạ. các cô các các cô tạc nó khá là <laughs> thế thì như vậy đây là cái phần bài à, để chuẩn bị cho em bước vào một cái à, bài đọc mới đấy bài đọc mới này Đạ. thì em xem trong bài đọc mới này có cái gì thú vị không xem có cái gì chưa em đã ừ, có thời gian có để đọc xem rồi có rồi. một chút chưa? Có đọc rồi đúng không? Rồi ạ, à, à. à, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Cùng nhau xem xem được. có cái gì hay nhé. Đấy. À. Это Иван Петрович Сидоров. Это Иван Петрович Сидоров. А это его ученики. А это его ученики. Đây là thầy Ivan Petrovich Sidrov. Thế còn đây là các học sinh của thầy đấy. là ít thời vụ Tom, America yes. Tom là một chàng người Mỹ. Ô Đã. student, cậu ta là sinh viên. Yêu vô rất nổi Đấy. Yêu à, à, ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ta là anh Glisky. Sirpa, cô gái Sirpa. Đã. Finca, Finca. Cô gái Sirpa là Đã. một cô gái người Đã. Phần Lan. Anna, escursa vô anh cứ sơ bộ cô ta là là một hướng dẫn viên du lịch. Dẫn viên du lịch. Dẫn viên du là tiếng Phần Lan đấy. Ramon, yeah. Ispaniac. Ramon là một anh chàng người Tây Ban Nha. On hút yeah. Cậu ta là họa sĩ. Dẫn viên du ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ta, Hispansky, là tiếng Tây Ban yeah. Nha. Yeah. Yeah. À, Hussein. Uh -huh. Hussein là con anh chàng Hussein. Hey. Vrach là bác sĩ Его родная страна Анжур. А, đất nước quê hương của cậu Taratne strana gọi là đất yeah. nước quê hương đấy, đất nước quê hương cậu. Cậu ta là Anzur, là Anjuri. Anjuri Đã Anjuri. Да, он говорит по арабски, да? Он говорит по арабски. А, cậu ta nói bằng tiếng Ả Rập. Арабский, по-арабски, đấy. А, Klaus. Klaus. А, anh chàng tên là Klaus, известный yeah. немецкий журналист. Ламудзи một nhà báo người Đức nhà báo người Đức nói nổi tiếng nổi tiếng đấy à, uh, no on khaso gavarit pa angliski i pa francuski nhưng mà ông ta nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt đấy à. ai tôi gì à thế còn đây là tôi mình nhà giáo bút Irina tên tôi là Irina ừ. môi rạt nồi à. gỗ thành phố quê hương của tôi môi rạt nồi gỗ rồi à Warsaw à. à. là thành phố Warsaw Vars... ừ. Warsaw à. đấy Warsaw các vị đúng mày chị các bạn nghĩ thế nào Какой мой родной nối язык? À, ngôn ngữ nào là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi? Какой мой родной язык? Правильно. Đúng rồi. Конечно. Polsky. Да. Đúng rồi. Lẽ dĩ nhiên là là tiếng Ba Lan đấy. À, мы все изучаем chúng tôi tất cả đều đều đang học môn tiếng Nga. И немного говорим по-русски. Да. И немного đấy. Так, À, thế vừa rồi là thầy giáo đã dịch em nghe tất nhiên là dịch em cũng đã dịch áng áng như vậy rồi đúng không? đấy vâng. Đó. bây giờ thì em sẽ đọc này em sẽ đọc bài này rồi nghe nè Это Иван uh, Петрович, Петрович. Петрович. Uh, Синдрав. Сидрав, да? Синдрав. Да. да. Это Иван Петрович Синдрава. Сидрав, Это Иван Петрович Сидрав, да? Ты бы за это взял, да? Ты cái hình này à, đấy em sẽ lấy cái hình này đây là những cái nhân vật mà chúng ta đang học đây đấy đó à. chúng ta sẽ để ở đây đó để chúng ta vừa đọc và vừa ngắm xem họ là ai đấy đã. À. đó đã. cũng rõ rõ rồi đúng đấy tả nước khát số đó thì bây giờ chúng ta có những nhân vật như thế này tạc à. à, em đọc này это Иван Петрович Сидоров đấy вот это он đấy это Иван Петрович Сидоров

À, thiếu anh tôm à thiếu anh chàng tôm đấy ta như chưa à nhiều tôm chúng ta sẽ tìm ra ta sao Tông, ta khá ta, là tôm tôm cái à tôm american yes american yes đấy american on on student on student đấy ta cái gì vậy gì nói tiếng Anh. angliski ta khá là sỏ à ta cái angliski ta à sirpa sirpa Вот это сирпа. Финка. Финка. Она финка. Да. да. Сирпа финка. Финка. Да. Так, да, хорошо. Она? Она экскурсовод. Экскурсовод. Экскурсовод, да? Экскурсовод. Да. Она экскурсовод. Да. да. Ее, родной, язык. Езу... Финский. Финский, да? Его родной язык. Ее родной язык. А, Нина, Елена. Ее, да? Ее. А, ее. yêu là cái gì là, của cô ấy đấy yêu của cô ấy yêu đó yêu rất nói dực yêu rất nói finsky chúng ta nhớ cái từ này đó yêu yêu rất finsky rất tiếp theo nào. ramon uh, ramon Испанец. 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 Да. Он художник. Он художник, да, он художник. Так. Его, он художник. Родной, Его язык. родной язык. Его родной язык испанский. Испанский, да? Испанский. Да. Так. А Хусейн, Ху а Хусейн. Хусейн, Хусейн. Вот это Хусейн, да? Врач. Он врач, он тонстый такой, он да? Врач. Он, врач. он врач. Да. Его родная сторона. Страна?

А да. он неизвестный немецкий журналист, и да? Немецкий журналист. А. Но, но он хорошо говорит по-английски и по-французски. Да. да. Ну, он он, но хорошо, он... Говорит. он да. хорошо говорит? Он хорошо говорит? по-английски. Да? По-английски. и по... И, Французский, да? И по... Да. Французский. И по французски, да? И по французски. Да. А это? А это я. Я. Вот это вот я, да? Вот это она. А, да? а это я. да? зовут. это я. Да. Меня зовут Ирина, 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 Ирена. Да? Мой. Ирина. Мой родной город. Варшава. Варшава, Как вы думаете? Как вы думаете? вы думаете? Какой мой родной язык? Язык, да? Правильно. Правильно. правильно, конечно. правильно. конечно. конечно полский. Конечно. Конечно. Понский. Польский. да? Все мы uh, изучаем. Мы мы uh, изучаем русский язык. À, да. Да. Мы изучаем и немного говорим по-русски. По-русски, да? И немного говорим да. не по-русски. Так, по да? по да. Хорошо, вот это вот uh, это рассказ, да? Của ta, да. 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 Ievo Chiniki đấy. À đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta phải học để làm sao mà chúng ta mô tả được từng người đấy. Chúng ta có thể kể với bất, bất kỳ ai đấy. À chúng ta còn thiếu anh anh chàng gì đấy. À ấy tất đấy. Tôm à tôm ổn tổ ổn Amerika nhất ổn Amerika đấy ổn student gì vô rạch đấy à bà tôm sau đó đến ai bà tôm là sau đó đấy bà tôm bà tôm bà tôm tôm đấy à cái từ bà tôm thì ta biết em từ bà tôm đấy bà Ah, tom, потом, да, <laughs> потом. Ah, потом, да, ah, ah, потом, да. Ah, потом, 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 сирпа. Она финка, она финка, да? Она кто? Она кто? Она из курсавод, да? Она из курсавод. Она из курсавод, да? Она из курсавод. Она из курсавод. И ее родной язык финский. Finsky, à. đấy, Vậy thì à, muốn như vậy chúng ta muốn là có thể nắm được những cái từ này đấy, chúng ta phải viết những cái từ này ra đấy. À, đầu tiên à. là à, tiếng Anh là gì nào? À, Anglisky, Anglisky đấy. À, Anglis đó, Anglisky đó. À. Sau đó là gì? Sau đó là finski đấy. À, ừ. à, đấy. đấy. sau đó là finski, chúng ta viết Finsky đấy. finski, Finsky. Sau đó là finski đó

là tiếng Đức đấy, tiếng Đức. Thế rồi còn sau đó là gì? Đến cô Irina là gì? Polski đấy, Polski. À, đấy, Polski. Ta cái chúng ta có từ Polski, Polski. Polski là tiếng Ba Lan đấy, tiếng Ba Lan. Polski là tiếng Ba Lan thế còn ngoài ra còn có gì đấy? Angliski, Francuski đấy. Chúng ta đây có từ Francuski đấy. Francuski. Suzuki đấy, là tiếng Pháp đấy. Französki. Đó. Ừ. Thế vậy thì à bằng cái cách đây là gì chúng ta viết tổng hợp lại đây để chúng ta dễ học đấy. Đó. À chúng ta phải đọc được là Anh, Lý, Phiên, Ski, Ả Ski, À à đây thì ta viết thừa Y chúng ta viết viết thừa đấy. À viết thừa, với này, này. viết thừa cái chữ sờ này này, đấy, viết thừa chữ sờ cả. À đó, đây. Đấy. Так, đó. Y Mescski. thì sẽ cho cái này gần nó đấy Так. Đó tạ, à Nĩa Mĩski, là tiếng Ba Lan, Pháp là tiếng Pháp, đấy, Pháp đó, tả khá thế vậy thì, à, đây là bằng cái cách phân loại từ để chúng ta à, dễ nhớ đấy, khi mà chúng ta phân Đà. loại thành một cột như thế này, chúng ta sẽ đọc được và chúng ta viết được rất là nhanh đấy, à không phải tìm, và đầu óc của chúng ta nó sẽ được sắp xếp một cách tự thì nó sẽ dễ nhớ hơn, đấy đó, Đà. thế vậy thì à, tiếp theo nữa là em có thể viết là gì nữa nào, à những cái từ mà chỉ dân tộc đấy. Americanes, đấy. Ôn Americanes. American. đấy. À, đó. À, sirpa Finca. Đấy. À, đấy. Finca. Thế giờ sau đấy dạ. là gì nào? Ramon Un Hispani. Và Hussein. Hussein là gì nào? À, đây là gì? Ôn Vrach, và đây là gì? có à, Arab, Cậu ta là người Arab. Arab, 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 à. Arab. À. Arab. À, Arab, là người Arab, đấy. Klaus, Arab. Klaus là gì?

đó thế đó là cái cách mà ừ, những cái này thì em có à, cái đầu óc tổng hợp tốt thì là em sẽ tự viết ra đấy, à, biết ra. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm sao để chúng ta học thuộc được cái bài này, học thuộc được đấy. À, Tại sao? sao? phải học thuộc? À, về nguyên tắc thì thầy giáo thường khuyến, khuyến khuyến cáo với em là gì? cố gắng đọc nhiều lần, không cần phải học thuộc Đã. mà phải đọc nhiều lần, Đã. tức là đọc có thể đọc 10 lần. 15 lần đấy có thể đọc đến 20 lần thì ra khuyến cáo nghe em là gì nào à, mua một cái bao diêm đấy trong bao diêm nó có 34 que đấy đó thì khi đọc một à, lần thì chúng ta để một que sang một bên đọc lần thứ hai để que thứ hai thế bao giờ chúng ta để được 20 que chúng ta chúng ta đọc được 20 lần rồi đấy đó đấy đại khái là như thế đấy thế thì chúng ta, chúng ta chỉ cần đầu tiên cái việc đầu tiên chúng ta đọc cho nó quen mồm đấy đọc cho quen mồm sau đó là gì sau đó thì là chúng ta sẽ à, nói nhìn cái bức ảnh này chúng ta sẽ nói từng người một đấy Да. А, да. Это Иван Петрович, э, Сидоров, да? А это его ученики. Да? А это его ученики. Так, а, это Хусейн. Хусейн, он врач, да? А, он говорит по-арабски. Его родная страна Анжир. Так, это Сирпа, она финка, она говорит по-фински, она экскурсовод, ее род... родной язык финский, да? Да. Так, это Клаус, он немец. Клаус, он немец, он немец, да? он журналист, он хороший, он известный журналист, да, и он говорит по-английски и по-французски, и, конечно, он говорит и по-немецки, да. Так, да. это Рамон, это Рамон, он испанец, испанец, он испанец, да, и он художник, да, и родной, да. его родной язык испанский. đó Vì vô rật này strana Ispania à, Chúng ta có thể nói thêm đấy à, Đất nước quê hương của cậu ta là gì? Là Ispania, là Tây Ban Nha đấy Aiteriena, Iriena Anapolica Anapolica Cậu ta là người Người Ba Lan đấy Yevoratnoy Yevoratnoy Yezuk Polsky Tiếng mẹ đẻ của cô ta là Polsky Đấy Thế và gì nữa Yevoratnoy Gorat Warsawa Đấy Tác Nó Вот это вот все, мы уже рассказали, да? И все они, все они ученики, ученики, они изучают русский язык, они изучают русский язык, да? И они немного говорят по-русски. Они немного, немного, немного да? Но они худнее. Они сейчас изучают, они изучают, поэтому они говорят немного. đó. đó thì vậy thì đó là thầy đó là cái cách mà thầy giáo đã à, kể cho em nghe về toàn bộ những cái người này đấy thế vậy thì em cũng phải nói được như vậy đấy đấy đó thế, thế thì trên thực tế là gì ừ, trên thực tế là à, chúng ta không không phải nhìn vào đây để chúng ta học thuộc từng chữ này mà là gì chúng ta nhìn vào đây để chúng ta kể được về từng người đấy từng người một đó thế vậy thì khi kể một người chúng ta cố gắng kể à, theo một cái barem ở trong này đấy trong này người ta nói là gì là à, uh, Sirpa Finca Cô Sirpa là người uh, Phần Lan cô, cô, ta làm nghề gì? Escursavot đấy à, uh, ngữ mẹ đẻ cô ta là gì? Là Thế chỉ có ba ba cái điểm cần nhớ thôi đấy à, uh, uh -huh. yêu, yêu các gia vụt Sirpa Anakto Anna Finca Đấy, Anna Finca à и она чем она занимается куда ta ла 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 Она экскурсовод. И ее родной язык какой? Какой ее родной язык? Какой ее родной язык? Какой ее родной язык? Да, какой родной язык? Какой родной язык? Какой родной язык? Ее, да? Какой ее родной язык? Ее родной язык? Финский. Финский. Đó, đấy là kể về một đã. người chúng ta nói mấy cái tiêu chí như vậy đấy đó thế vậy thì cứ kể từng người một đấy từng người một. Đã. đó và ta kim thì có nghĩa là gì bằng cái cách đó chúng ta sẽ có thể kể về bất kỳ ai mà chúng ta không cần nhớ cái mặt chữ ở đây đấy đấy đã ta số nó các giá sĩ sẽ là cái bài tập cho em và em à, sẽ cố gắng là đọc Đấy, về. Và à, cố gắng là đầu tiên em phải đọc được khoảng 4 5 lần này, đấy, 4 5 6 7 8 9 lần. Đó, 9 lần. Sau đó là gì? Em sẽ cố gắng kể về từng người một, đấy, kể từng người một. Takarasho, đấy. Đạ. Đấy. Đó, lần sau Đạ. thì, thì sẽ hỏi em, sẽ hỏi em theo cái câu này đấy. À, bây giờ thì là hỏi em này, đấy, hỏi em này. Tạc chúng ta sẽ hỏi như sau. Đạ. Tôm Tom Americanets. Tom Americanets. Dạ. Он, да, да он, он, американец. Да? Yes. он студент? Да, он студент? да, он, да он студент. Его родной язык английский? Да, да. его родной язык английский. английский. Кто Рамон? Да. Кто Рамон? Рамон, 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 Испанец, Рамон, 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 а какой его родной язык? Какой его родной язык? Его, его родной, родной язык, язык? Испанский. Испанский, испанский да? да? А, так, хорошо. А, а, а кто Хусейн? Кто Хусейн? Кто Хусейн? А, он, он врач. Он врач. Какой его родной да. язык? Какой его родной, родной язык? язык? Арабский. А. Арабский. Арабский и, да, да. Кива, Арабский, и. А, и. А, Арабский, да. 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 Арабский, Арабский, да, и. Арабский, да? Да, да. Так, хорошо. Да. А, тител, а, Так, а, так. Сирпа, американка? А, нет. Нет. Она. А, нет. Она. Она финка. Она финка, да? Она а. студентка? А, нет. нет. Она. она? <свот> Экскурсовод, <кур>, да? <свот> Она так. Ее да. родной язык английский? Uh, нет, ее <свот> не родной язык финский. Финский, да? А Клаус да. известный журналист. Он известный uh, из журналист. Uh, uh, да. Да, он известный <свот> журналист, да? журналист. Он хорошо говорит по-английски. Он хорошо говорит по-английски. Он хорошо говорит по-английски. Да. Как он говорит по-французски? Как он говорит по-французски? Да, он говорит по-французски. Да, он говорит по-французски по тоже хорошо, да? да? Тоже, а тоже легко. Он Тоже хорошо. А, он говорит да, хорошо да. по-английски, и он говорит по-французски да. тоже хорошо, да? Так, хорошо. А. А. Ты русская? Ты русская? Эм hmm.

Maya моя родная страна родная страна, Вьетнам, моя родная страна, Вьетнам. Какой твой родной язык? Какой? Твой yeah. родной язык. Какой твой родной язык? Мой uh. родной язык. Вьетнамский. Uh. Родной язык. Вьетнамский. Вьетнамский. Мой родной язык вьетнамский. да? Мой родной язык вьетнамский. Ты говоришь по-вьетнамски? Ты говоришь по-вьетнамски? Да. Ты говоришь по-вьетнамски? Ты говоришь по -вьетнамски? Да. да. Да, да, да. да. Да, я говорю, да. Ну. Да, Конечно, да, конечно. Конечно, да? Конечно. А, а, конечно. конечно. А. да, конечно. Я говорю. Я говорю по вьетнамски. А, я говорю, а. Я говорю а. по, по вьетнамски, да. Да? А, да. Да. да? А, ты говоришь по-английски? Да. Ты говоришь а, по-английски? -по ты да. говоришь по-английски. Да, да, я, я говорю, говорю по-английски. А, по-английски, да? Да. По-английски, да? Но, да. но, немного, но немного. Mm -hmm. не, махунем, не, да? но не Я говорю по-английски, да. но немного, да? Но немного. Да. А, да? Какой язык mm -hmm. ты изучаешь? Какой язык ты um, изучаешь? Я, я изучаю, I I я изучаю you... русский, русский язык. язык. Я изучаю yeah. русский язык. да? Я изучаю русский язык. Ну-то вот, у тебя есть а, твой брат. Твой брат. А, Лазина. Брат лази. Анчай. Анчай, твой лази. Uh, for, for

đó thế vậy thì đấy em thấy là gì à, chỉ cần xuất phát từ một cái bài đọc thôi chúng ta có thể là à, phát triển rộng ra những cái này khi kể về mình đấy đấy đó khi kể về mình. ta chúng ta có thể đây là mỗi говорит Việt Nam говорит Việt Nam ski đấy ta Nó vậy thì vừa rồi đó là gì nào? Đó là chúng ta đã cùng nhau tham khảo à, một bài đọc. Cái bài đọc này em cần phải làm việc nhiều với nó đấy. Thế và chúng đã cho em cái hình ảnh này đấy hình ảnh này và chúng ta sẽ cần nhìn vào hình ảnh này và chúng ta sẽ kể về từng người một khe sốc đấy là à. à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, gọi là tỉa tót một chút những cái mà những cái vấn đề trong bài đọc mà chúng ta cần phải nhắc lại đấy đó đây là động từ đi du chặt à, động từ đi du chặt có nghĩa là học đấy động từ du chặt à. và động từ cái có nghĩa là là nói đấy nói đấy đó cái cách chia của nó thì đơn giản thế này thôi đấy cách chia dạ. cách chia À đây chúng ta nhìn thấy là izuchat ya là ya izuchayu tưới chayu tưới izuchayu yes on ana ana izuchayu và Vy... mới mới izuchayu với với izuchayu sẽ anh ấy anh ấy izuchayu anh ấy izuchayu đấy ta khá là sợ bây giờ động từ à gavarit gavarit là nói đấy ya gavariu đấy

anh nghe Anh, họ nghe Anh, Thế còn nếu nói, nói thì phải là Tôi nói tiếng Anh, Klaus và Hussien nói tiếng Thì chúng ta lưu ý là gì? Nếu mà ở đây có "po", Ở đây có "po", đấy Thì ở đây chỉ có một Y, một chữ Y thôi, đấy một Đúng y. Đó, thế còn để nói YÊU thì phải là hai chữ Y, đúng nó là tính từ đấy. Thế còn ở đây là Paruski, Panliski, nó là trạng từ. Cho nên nó chỉ có một chữ y đấy. Đó, Pafransuski đấy. Đó. Thế vậy thì cái này thực chất ra nó cũng không có gì là phức tạp cả đối với em đấy. Đà. Thế bây giờ quan trọng nhất là gì chúng ta phải nói được sử dụng được đấy. Bây giờ à, chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện những cái à, cái câu đó đấy. À, à, chúng ta sẽ có tả cái câu như thế này. Tà, sẽ lấy cái này lên. Đó, Đã, à, à, đây, chúng sẽ là. à chúng ta sẽ là sẽ có động từ ý chat. Easy ý à, Easy chat. ý à, bây giờ em sẽ phải dịch cho thầy giáo nghe à, em dịch là bạn à, học cái gì đấy bạn học cái gì đấy bạn ở đây là tư à, tư tự... Ты изучаешь. Что ты изучаешь? Что ты изучаешь? Cậu học môn gì? Đã cậu học môn gì? Uh, à, em trả lời. À, chúng tôi học môn tiếng Nga mới. À, mới изучаем. Мы изучаем. À, русский язык. Язык, да? Мы изучаем русский язык, да? Да. Да. Мы изучаем русский язык. À, em, uh, em dịch một câu là uh, Hussein

она изучает французский французский язык французский язык да она изучает французский язык так хорошо а сейчас мы сейчас мы

à, Irian là изучать французский язык Đó thì vậy thì đó là động từ изучать đấy à, Đó, động từ изучать Thế còn bây giờ chúng ta sẽ nói với động từ uh, говорит Đấy, gavarit. à, Chúng ta có động từ говорит Đây là изучать Bây giờ nó là говорит Говорит là gì? À, chúng gavarit. ta phải nói là pa русский no. Đấy ta, Pa русский Hoặc là à, uh, pa uh, Vietnamski Đấy Pa Vietnamski Ta, ta khá uh, là

Pa, um, Việt Nam, à, Việt Nam đấy pa Việt Nam à, xe. Xe, à. À, đó xè à. à, có vài người thì nói cả tiếng Anh có vài người nói tiếng Anh à có vài à, người à. Nierkaterie Nierkaterie đấy à, <laughs> à. -e. à nói nè à. có vài à. người.

хорошо yeah. nói rất là tốt đấy à, oh. em nói là khu говорит nói tiếng à, à, con còn kém говорит по-русски là con isho, là, à, là còn kém đấy говорит по-русски плохо плохо đó à, em nói là à, uh. Klaus à, uh. nói tiếng Anh và tiếng Pháp tốt Klaus uh. Klaus, Klaus uh, Gavrit Gavrit và uh. pa Angeliski pa Angeliski i Franzuski i pa I. pa Franz uh. Franzuski pa Franzuski Fran si. okay? pa Franzuski à tốt là gì nào? Karas, Karas,

Đấy. đấy. À, ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Có, có chữ na đấy. Na. Hosei na đấy. sĩ na. À, thế thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đấy. À, đấy. Đấy. thế bây giờ trong cái trường hợp mà như ở trong tiếng Việt người ta nói là của anh chàng Hosei đấy. À, đấy. của anh chàng tôm của anh chàng à, à, ví dụ của anh chàng Klaus à, chẳng hạn đấy thì à. À, cái cái tiếng mẹ đẻ của anh chàng nào đó thì cái người đó là phải ở cách hai đấy đó à thế hôm trước thì giáo giới thiệu với em là gì là khái niệm về cách 4 đấy khái niệm về cách 4 à. thì hôm nay thì giáo cho em một cái khái niệm đầu tiên là về cách hai đó là gì đó là à, ý nghĩa chỉ cái sự sở hữu đấy chỉ sợ sở hữu à. đó chúng ta thấy tiếng mẹ đẻ của Hussein là tiếng tiếng Ả Rập đấy thì à, lúc đó à. chúng ta phải để cái này ở cách hai đấy đó tất nhiên là khi học cụ thể của cách hai thì nó sẽ nói cụ thể hơn nhưng mà à, hôm nay là à, thầy giáo đã cho em hôm qua là thầy giáo đã cho em cái khái niệm là về cách 4 rồi đấy về cách bốn thế hôm nay chúng ta xem à, bắt đầu đặt cái nền móng để chúng ta sẽ ngày mai à, ngày kia đấy chúng, giờ sau chúng ta sẽ học về cách hai đấy ta đấy đó ta thế thì như vậy là à, cái khái niệm về cách 4 mà chúng ta thấy ở trong cái bài này của chúng ta là gì nào đó là cái câu mà À, đứng đằng sau cái động từ izu đấy i du i ta 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 cái đây đấy ta phải tắt cái kia đi thì ở đây nó mới chúng ta mới có thể là viết được ta ở đây chúng ta sẽ viết là chúng ta có động từ i du ta nó vẫn hiện lên đấy ở, uh. ch ở cái chỗ khác, cái <laughs> hey. chỗ khác, ta tắt nó lên, y dư thế và đằng sau nó cộng với gì nào à, ruski yezik đấy ruski yezik thì đây chính là cách bốn đấy đây chính là cách bốn à, cách bốn là bổ ngữ trực tiếp cho động từ y đó à thế vậy thì ở đây nói về y nó cũng có thể là gì nó có thể là à, znak đấy có thể là znak znak đấy cộng với đó. à, znak à, đấy. À, Thế và chúng ta có động từ gì? Smart read. Smart read là xem đúng không? Xem cái gì à. nào? Chia lê vì giờ. Chia lê vì giờ. Thì đây nó là cách 4 đấy. Là cách, cách 4 đấy. À, đây là cách 4. Đã. cách 4. Đó. À, những người hỏi. Thế khi nào thì ta dùng cách 4? Khi nào thì dùng ở cách, 3? Khi nào dùng cách 2 đấy? À, cách 4. Thì các em không cần quan tâm đến điều đó. À, khi nào khi nào thì nó phụ thuộc vào cái động từ đấy à, cái Đồng tư từ. Từ nó đòi hỏi cái bốn thì nó sẽ là cái bốn cái gì thì nó là cái bốn đấy Chứ không phải là chúng ta thích là chúng ta đặt cách ba Thích thì đặt cách năm ở đấy đấy Đó Thế còn ở à, cái trong cái trường hợp mà chúng ta cố ép nó vào Cố ép nó vào để Sau cái động từ Isuchat là phải có cách năm chẳng hạn Thì cũng được Cũng cố gắng cũng, cố gắng được Nhưng mà về nguyên tắc Cái bổ ngữ trực tiếp của nó phải là ở cách bốn đấy phải là cái 4. Thế còn sau đó chúng ta có thể đặt một cấu trúc cách 5 ở đây, ví dụ như là cùng với ai chẳng hạn đấy. Thì lúc đó nó sẽ là cách 5 thôi đấy. Thế nhưng mà cái chủ yếu của nó ở đây là gì? Đối tượng với Isuchas Nas Matrix à nó là cây 4 đấy. Đó. À, thế đại khái là yeah. như vậy. như vậy thì cái khái niệm là thế nào là cây 4? cách 4 là gì? cách 4 là à khi mà à, nó làm bổ ngữ trực tiếp cho động từ đấy. Đó. Hiện nay thì chúng ta chưa yeah. học cái cách biến đổi của nó đâu. Mà đây thì thầy giáo chỉ nói là gì? ý nghĩa ngữ pháp của nó đấy ý nghĩa ngữ pháp của cách 4 đó là nó làm bổ ngữ trực tiếp cho cái động từ động từ nào đấy động từ nào à, khi chúng ta học động từ nào thì chúng ta biết động từ đó ví dụ chúng ta học động từ juice chat à đây cách 4 snack đây là cách 4 đấy smart đây là cách bốn đấy đó thế còn à thế, thế còn những động từ khác thì sao à, các bạn rất là lăn tăn trong cái chuyện đó đấy thế mình chỉ trả lời như này nào khi nào học đến đâu thì ta biết đến đấy đấy đó khi nào học đến đâu biết đến đấy bởi vì sao là à, dù sao thì khi người ta chưa cho phát cho em một cái cái thông tin rằng là cái động từ đó nó đòi hỏi cái bổ ngữ là cái gì thì các em cũng chưa thể biết được bởi vì sao các em còn đang học mà đấy thế còn muốn biết thì sao <laughs> muốn biết thì phải học thôi đấy thế khi nào học thế mà, khi nào học hoặc là thầy giáo sẽ nói cho em biết để em học hoặc là các em sẽ tự tự nghiên cứu tự tra đấy tự tra từ điển hoặc là trong các tài liệu nào đó thế vậy thì khi nào thì em sẽ tự tra được à khi mà các em có đủ khái niệm về các cách đấy lúc đó thì các em sẽ uh -huh. à, chúng ta phải lần lượt học đủ tất cả sáu cách tiếng nga thì lúc đó các em sẽ có đủ uh -huh. cái khái niệm à, để xây dựng lên à, cái kiến thức của mình về các cách và lúc đó các em có thể tự tra được đấy à, uh -huh. lúc đó thì à, tự tra thì nó khác ra thôi đấy chia lý ra hoặc là đây có thể là gì nào thi đấy đó à. thế thì à, bài ngày hôm nay là chúng ta sẽ tạm dừng tại đây đấy uh -huh. đó đấy. 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 thế và uh -huh. cái trọng tâm của cái bài ngày hôm nay là gì nào trọng tâm của bài ngày hôm nay đó là à, đó là cái bài này đấy à, đó là cái bài này của em đấy đó cái bài này của em thì nó sẽ gửi cho em lên à, lên trên skype đấy đó à. thế và em có thể là à, khi nào dỗi thì có thể em xem lại video thế còn nếu không không dỗi lắm có không thời gian chỉ cần mở ra thì là em sẽ có thể đọc được những cái, à, cái câu này à. đấy ta ơn rất nhiều latte спасибо досвидания